bạn. Happy Thanksgiving. Chúc cả nhà mùa lễ tạ ơn thật là vui vẻ, bình an, ấm áp bên gia đình nha. Bây giờ Mai cũng theo phong tục người Mỹ nè, mình bắt đầu chuẩn bị nướng gà tây để mà ăn mừng lễ Thanksgiving trong gia đình. Đó, đây là con gà tây gia đình Mai hôm nay, năm nay có nè. Con gà tây này cỡ khoảng 15 bao. Mai đã ướp nó cách đây 2 ngày để mà cho nó thấm. Đó, đây là cái bao để Mai ướp nè. Thì cái cách ướp này Mai đã học từ cô Xuân Hồng nấu ăn trên kênh YouTube á. Thì sau khi mà mình những cái gia vị gồm có muối, hạt nêm, một chút đường và cái lá basil cho nó thơm á, lá basil nó nóng nổi lên mặt nước này. Rồi Mai phải hòa tan trong đây với lại 30 cup nước ha. Sau đó thì Mai mới bắt đầu làm gà tây cho thật sạch. Thật sự là mình không cần mổ ra như thế này, mình để nguyên con như thế này cũng được, nhưng mà Mai muốn mổ ra để làm cho nó ướp rồi xong mới mình cột lại cũng được ha. Rồi sau đó bây giờ Mai mới sau khi Mai ướp 2 ngày xong rồi, giờ Mai lấy ra Mai để nó lên trên cái mâm như thế này, lót cái bạc và cục, Mai mới bỏ đồ vô trong đó. Bây giờ Mai lấy đồ Mai bỏ vô rồi. Cô Xuân Hồng đây. Mình phải bỏ vô trong. Thì cô Xuân Hồng nói là gừng mình không có cần phải cạo vỏ gì hết, mình để vậy mình cắt cũng được. Chỗ nào mà cái vỏ nó không được đẹp thì mình cạo nó đi thôi, chứ cổ nói là mình không cần, cái sắt lát mình để vậy. Dồn vô trong cái bụng con gà. Rồi. Kế đến là phải có hành củ và cam. Đây, cam đây nè, sẽ bỏ vô. Cam mình để hai bên được cho cái mùi nó bốc lên, nó thơm gà. Bảo đảm làm gì là thơm luôn á, thơm nồng nàn luôn á. Đủ gia vị nó hết rồi. Phong tục của người Mỹ á, là tới lễ tạ ơn là phải ăn gà tây hả các bạn ơi. Rồi, bây giờ mày bỏ hành củ lên nè. Như vậy làm cho con gà rất là thơm ngon, đủ loại gia vị hết. Đây là những gì Mai học từ cô Xuân Hồng mà ra. Bây giờ Mai chuẩn bị lấy giấy bạc và bọc nó lại nha, bọc tất cả lại để cho cái thịt gà tây nó không bị khô và không có khét. Bọc nó lại cho nó này xuống này. Rồi, lại và nướng. Nói với bạn là cẩn thận, mình phải nướng theo như là cổ chỉ luôn á, rất là cẩn thận chứ không thôi nó sẽ khét.
suốt. Rồi, bây giờ mình đưa vô lò nha. Mình để gì? Để gì được rồi hả? Ok, bây giờ bà bỏ vô lò đi nha. Mình sẽ để nhiệt độ là 1 tiếng đồng hồ, 400 độ, 1 tiếng đồng hồ đầu tiên 400 độ. Rồi 3 tiếng đồng hồ sau đó là 350 độ. Rồi 1 tiếng đồng hồ cuối cùng thì mình sẽ để cái nhiệt độ là 400 độ cho nó nóng nóng hoặc nóng. Con gà của mình đây các bạn. Wow, to quá, nặng quá. Giờ mình đây xuống đây à, chuẩn bị đưa ra cái tre vào đó. Bây giờ nóng quá. Ở đây. Wow. Đó, mà đang múc cái này nè. Trong cái bụng con gà là gồm có cà rốt, táo, tỏi, hành tây, củ gừng và cam. Nó làm cho gà rất là thơm bên trong nè. Bây giờ mày đưa con gà ra ngoài cái dĩa bên kia. Mày xách cam lên. Say happy birthday again. Happy birthday. Cái đồ ăn kìa, phải ăn cứ từng cái đi. Theo sự bình thường, cái này uống chứ. Bên này uống chứ. Công sự mà lính đồn xa chắc trả lại thời gian với nhau. Tâm sự, tâm sự trong thống chung đồ chứ.